mua thức ăn cho cá ăn đó hả? Rồi. Rồi, bây giờ mình đi xuống mình cho cá ăn thôi. Đi. Wow, nguyên cái hồ rộng lớn. Hãy từ từ thôi nha. Hộp đó nhiều anh. Rồi thả xuống. Thấy nhiều hộp xuống mới có cá hả? Thấy nhiều hộp xuống. Kìa cá nổi lên từ từ rồi kìa. Thôi hình như là cái này cá bị bắt hết hay gì anh ơi. Chứ hồi cá em nhớ kìa cá kìa. Cá vào bơi lại rồi kìa. Nhưng mà ít quá vậy. Nhớ là có thảy xuống là nó nhảy gần. Rồi cho cá ăn đi. Cá ăn này kìa. Ôi đúng là giờ này lạnh thiệt, cái gió lạnh quá. Không biết ăn gì. Điêu hồng. Cái hồ này to quá. Công viên cái nào hồ này nè, hồ công viên. Hôm nay cá ít quá. Đây đây cho mẹ một nắm, mẹ thả thử xem. Cho mẹ một nắm đi con. Rồi rồi cho một hộp thôi, cho một hộp thôi ha. Rồi rồi. Ủa sao ít cáo hả? Rồi thảy đi ba. Kìa. Cá bơi thì cá đang bơi giống dưới nhóc cho nên cá là cá gì vậy? Cá dảnh hả? Cái gì đó? Cá đuôi nó hơi đỏ đỏ đó. Cá nó đuôi nó hơi đỏ. Ở đây chắc có người cho ăn mà. Kìa cá đen bơi dưới nhóc luôn kìa. Giờ nó mới tụ lại nhiều rồi kìa. Hồi nãy ít, giờ nó tụ lại nhiều rồi đó. Cá chê. Này trời chuyển mưa bởi vì công viên ít có người, không có ai đi cho cá ăn hết trơn. Giờ miếng nấm mày hả? Ôi từ từ thôi con. Nguyên nấm dữ vậy? Ôi dữ rồi, giật nguyên nấm luôn. Giật một hộp làm biếng à, một hộp làm biếng à, thôi giật nguyên nấm rồi.
Dữ rồi. Trời ơi, dục nguyên nắm hồi meo hết lắm đó con. Trời ơi, hết rồi đó hả? Dạ, dục gán đây. Rồi đi rửa tay. Rồi đi lại. Đi lại đang ghế này nè bé thơ. Dễ thương quá. Đây cái biểu tượng đó là biểu tượng gì nha? Huy chương nha. Biểu tượng gì á? Hai người ta em thơ nó nhìn như hai con người vậy đó. À đúng rồi, hai cái đầu chạm vào nhau, hai cái tay kìa. Nam người nữ nè thấy hả? Ờ trời ơi, nhưng mà em nhận anh nhìn không ra nè. Nó nhìn ra chết nó con người vậy đó. Đẹp ha. Hay quá vậy. Kìa kìa lại làm đó coi biểu tượng gì kìa. Ơ nhiều nhiều quá kìa, nó mới gắn nhiều cả. Là cái này cái gì con? Cái này là con nhận ra cái gì không? Cái này là cái gì ta? Cái này mày cũng nhận không ra cái gì luôn. Giờ lại đây đi con, nữa đi đó nữa. Đi ngồi đây ngắm cảnh đi. Xin chào các bạn đi. Mình đang ở công viên ngắm cảnh nha. Mình đang ở công viên ngắm cảnh. Mình đó là bên cái chỗ là khu du lịch mình đi đó. Biết rồi nhưng mà hết tuần lễ du lịch rồi mà. Cái gì đâu con? Ờ sao ngộ quá ha, băng ghế hư cái tự nhiên dục xuống hồ. Này là hồ Khổng Tử. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ. Giờ đêm đó mình ngắm cảnh cá rồi. Hết rồi, mình hết đồ ăn cho cá rồi. Mình đi đó mình coi. Ở nào? Mình cá đó chị. Thôi con hoài vậy con. Hết rồi. Rồi con coi đây ba đứng nha ba nhà. Đi từ từ xuống luôn nha. Đừng có chạy con, coi từ té đó con. Đừng có chạy ra xe. Đi ha, đừng có chạy. Wow, gió. Thank you.
hẹn gặp lại các bạn.